Trung Quốc, người dân ném lượng lớn tiền từ trên lầu xuống, không ai đến nhặt. Vào ngày 3 tháng 1, một người dân ở huyện Quảng Ninh, Quảng Đông đã ném một lượng lớn tiền mặt từ ban công xuống đường. Video đăng tải trên mạng cho thấy tiền rơi vãi khắp trên phố, nhưng những người xung quanh không ai đến nhặt. Sáng ngày 4 tháng 1, một nhân viên ban tuyên giáo huyện ủy Quảng Ninh cho biết do một số chuyện dẫn tới tâm trạng của người trong gia đình này tương đối thất thường, đó là tiền thật nhưng không ai đến nhặt. Kể từ khi xảy ra dịch bệnh, gặp phải chính sách phong tỏa khắc nghiệt, lại thêm tình hình kinh tế khủng hoảng, nhiều người dân Trung Quốc rơi vào tuyệt vọng, cảm giác tiền bạc cũng không còn nghĩa lý gì. Các vụ ném tiền liên tiếp xảy ra. Ví như vào tháng 2 năm 2020, một đoạn video quay cảnh người dân ném tiền từ một tòa nhà cao tầng đã được lan truyền trên Internet. Mặc dù một số người có thể nhặt những tờ tiền này, nhưng nhiều cư dân mạng cho rằng chúng có thể chứa virus, tốt nhất là không nên nhặt. Một người bình luận, trong hoàn cảnh tuyệt vọng, tiền bạc cũng vô ích. Hay vào tháng 1 năm 2022, một người đàn ông ở Thiên Tân, Chiết Giang do tình hình dịch bệnh mà nhà bị phong tỏa. Sau khi say rượu, ông đã ném tiền ra đường để trút giận. Hồi tháng 4 năm 2023, một người đàn ông cũng ném tiền lên nóc tòa nhà cao tầng gần đường Tân Trúc ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Người này làm như vậy rất lâu và muốn nhảy khỏi tòa nhà. Đúng vậy, không chỉ ném tiền, nhiều người đã tuyệt vọng đến mức phát điên, khóc lóc, la hét, thậm chí nhảy lầu tự tử.